Không ai chơi trội như nện Casper, tuyển dụng nhân viên để ngủ trong các cửa hàng, trung tâm thương mại, trên đường phố, những nơi mà họ không bao giờ ngờ tới. Văn hóa làm việc của Mỹ đã khiến nhiều người trẻ tuổi gặp phải tình trạng mất ngủ kéo dài. Họ phải vật lộn với khối công việc quá tải trong tuần để dành được chút thời gian nghỉ ngơi vào mỗi cuối tuần. Vào năm 2022, thương hiệu nệm Casper đã tạo nên một cuộc phỏng vấn với hai người, họ đều là những người bận rộn và không quan tâm đến giấc ngủ của mình. Trong buổi trò chuyện, họ đã chia sẻ rằng mình không có đủ thời gian ngủ vì có quá nhiều việc cần phải làm và chỉ dành 4 đến 5 tiếng mỗi ngày để chợp mắt. Chính vì vậy, nệm Casper đã tạo ra một chiến dịch quảng cáo ngoài trời ấn tượng mang tên Casper Sleeper để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giấc ngủ. Theo đó, họ đã đặt một loạt biển hiệu với dòng chữ Get Paid to Sleep, dịch sang là được trả tiền để ngủ, trước các cửa hàng của mình. Đồng thời, họ cũng đăng tin tuyển dụng lên website cho vị trí nhân viên ngủ. Ứng viên Pat phỏng vấn sẽ đi tới cửa hàng để thực hiện công việc của mình, chính là ngủ đủ giấc. Không những vậy, họ còn đặt một chiếc giường ngay giữa đường lộ và mời các ứng viên tới đó ngủ. Điều này khiến mọi người vô cùng bất ngờ và thích thú. Casper đã thành công thu hút sự chú ý của người đi đường, ai nấy cũng đều bất ngờ khi thấy hiện tượng lạ này, rất nhiều người đã kéo tới để hóng tin và chụp ảnh check-in. Các ứng viên cũng hài hước chia sẻ rằng đây chính là công việc tuyệt nhất mà tôi từng được làm. Casper Sleeper đã giúp thương hiệu chứng minh sản phẩm có thể mang lại giấc ngủ thoải mái cho mọi đối tượng, lứa tuổi, tư thế và sở thích ngủ khác nhau. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ngoài trời nha.